Vâng, Mạnh Hùng xin chào tất cả các bác. Rất vui được gặp lại các bác trong video test dàn ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ test cái bộ dàn Puler X750 để gửi đi cho anh Hải ở Bình Dương. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2019. Dàn âm thanh thì cũng rất là nhiều tại cửa hàng. Em sẽ thông báo sơ qua với các bác một số những bộ đã có mặt tại cửa hàng để các bác tiện liên hệ đặt hàng. Vâng, những bộ dàn khống như trên này toàn Kenwood A97, các bác nhìn thì cũng đã biết rồi, toàn Kenwood A97, mà hôm nay là toàn điện 220 các bác nhé, đủ súp và sen để các bác phối ghép thêm vào những bộ dàn Kenwood A97 này. Những cái bộ dàn Kenwood A97 này nó có giá dao động từ 17 triệu đến 20 triệu tùy theo những cái bộ đẹp hoặc bộ xấu các bác nhé, nó sẽ có giá tiền khác nhau. Đây là riêng dòng Kenwood A97 này, từ 17 đến 20 triệu tùy theo chất liệu từng bộ. Tiếp theo ở trên này là một bộ Puler X950, khẩu đời cuối của Puler. Bộ này cũng bắt 27, điện chạy 100V, loa công suất 130W. Bộ này nó có giá 10 triệu và đủ những cục súp này rất là nhiều để phối ghép thêm vào những bộ dàn Kenwood. Và tiếp theo ở dưới này thì Palasonic D70. Nhưng bộ dàn Palasonic D70 này nó rất là hiếm các bác nhé. Bộ này là loa công suất là 150W một thùng, bát màng carbon, check dome và điện chạy 100V, vẫn ba là gồm 5 thớt, tất cả các chức năng hoàn hảo. Em sẽ tranh thủ có thời gian test giới thiệu với các bác. Và tiếp theo bên này thì lại bộ Palasonic D50. D50 hôm nay có vài bộ các bác nhé, nhưng mà em chỉ giới thiệu đây một bộ thôi. Palasonic D50 này là loa công suất 120W, điện chạy 100V, có giá là bộ này nó có giá là hơn 7 triệu. Và bộ Palasonic D70 này nó có giá hơn 9 triệu. Và trên này thì có một bộ dàn chung thôi, không có nhiều, duy nhất chỉ một bộ. Là bộ dàn chung cao cấp H9, 2 cửa MD, CD 5 đĩa và điện chạy 100V. Bộ này Kenwood H9 các bác nhé, loa vàng chóe như là S99 này, và mặt của nó màu ghi rất đẹp. Dàn Kenwood H9, bộ này có giá hơn 6 triệu. Tiếp theo ở bên này thì dàn Kenwood 5G, 5G màng carbon, rẻ quạt rất đẹp, vì nó rất là vướng em không xoay được. Đây là bộ dàn Kenwood 5G các bác nhé, loa công suất là 100W một thùng, màng carbon rẻ quạt, điện chạy 100V và 5 thớt, có chỉnh bát check trên 5 ly cũng rất là hay, và hai cổng quang. Bộ Kenwood 5G này nó có giá hơn 9 triệu. Tiếp theo bên này là dàn Kenwood A65, bộ này là chạy điện 220V. Kenwood A65 điện chạy 220V, còn công suất loa của nó là 160W một đội. Và tiếp theo trên này là dàn Kenwood A85. Rất là đẹp, nhưng bộ dàn Kenwood A85 thì em có nhiều clip test rồi, không phải giới thiệu nhiều nữa, Kenwood A85. Và bên này là san sui quắc vàng và mặt phay vàng, rất là đẹp tuyệt vời. Bộ này là điện chạy 100V, loa công suất 120W, 5 thớt, san sui S700XR các bác nhé. Cái bộ này là có giá là san sui S700XR là nó có giá là hơn 7 triệu. Và Kenwood A65 nó có giá hơn 8 triệu. Và Kenwood A85 nó có giá 10 triệu. Trên này thì dàn chung Kenwood B9, nhưng con này đánh hai cầu loa nó rất là khủng. Đấy, nó cầu trên cầu dưới đánh như là loa lóc A97 các bác nhé. Bộ này mặt phay nhôm, điện chạy 100V và có giá tiền là 6 triệu đồng.
Tiếp theo bên này là dàn Technic CH650. Bộ dàn CH650 này nó cũng có giá hơn 7 triệu một chút. Chất âm của bộ dàn nó rất hay và nó rất là mới. Bass mà carbon Technic CH650. CD650 các bác, xin lỗi các bác. CD650 và có giá tiền là hơn 7 triệu một chút. Và tiếp theo ở trên này thì dàn chung cao cấp MD99. Những bộ này em bán rất là nhiều, ngày hôm qua em bán mấy bộ. Nhưng mà những cái hàng dòng dàn này nó rất là nhiều. Loa 5 đường tiếng, công suất loa là 140W ở trên một thùng, điện chạy 100V. Giá tiền là hơn 8 triệu. Rất đẹp, trắng lõn trắng lả là các bác nhé. Đây là dàn MD99, Sony MD99. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ. Tiếp theo thì lại Pioler khổng Bass 27. Bộ này là bộ Pioler loa 4 đường tiếng này. Bộ Pioler X650, loa rất là gấu, công suất loa 130W. Giá tiền là hơn 7 triệu, điện chạy 100V. Và tiếp theo ở dưới này thì Panasonic D50 này, như bộ vừa nãy em giới thiệu với các bác. Và dàn chung H7 thì cũng mới cập nhật tại cửa hàng, duy nhất có một bộ thôi các bác nhé. Hôm vừa rồi em về được bộ thì em bán rồi. Dàn chung H7, bộ nó chạy về cả đĩa MD và giải mã được thì chất âm của cái bộ dàn này rất sạch và hay. Và trên này là dàn chung, bộ này nó có giá là hơn 5 triệu. H7 nó có giá hơn 5 triệu và dàn chung Kenwood F9 mặt Mega. Bộ này nó có giá cũng hơn 5 triệu. Và lâu lắm là nay lại có một bộ đà lông MG35RT. Bộ này nó cũng có giá hơn 4 triệu. Nhưng dòng giải mã được các bác nhé. Check đôm, check tiền lửa rất là hay. Dàn này gọi là dàn mini thôi các bác nhé. Nhưng mà dòng mini cao cấp, có chức năng giải mã. Đà lông MG35RT. Hôm trước em có một bộ em bán rồi, hôm nay mới cập nhật tại cửa hàng được một bộ, cũng xin giới thiệu với các bác luôn. Thì như hệ thống dàn hôm nay, các bác nào có nhu cầu thì cũng cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại 0979086225. Địa chỉ nhà em tại ngã ba Bưu điện Cầu Giàn, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Và trở lại công việc chính, test cái bộ dàn Pioler X650 này cho anh Hải ở Bình Dương. Thì trước mắt các bác quan sát, đây là một bộ dàn Pioler X750 loa 3 đường tiếng Bass 27. Rất đẹp. Những bộ dàn thì em mua tuyển chọn cho nên là rất là đẹp, gần như là đẹp xuất sắc. Trước thì gửi hàng cho các bác thì em chủ yếu là xoay hình thức bên ngoài là chính, còn chất lượng bên trong em đã test ok. Những dòng này bán vẫn bảo hành cho các bác 2 tháng. Vâng, bộ này nó có giá 8.500.000 đồng, không bao gồm cước phí vận chuyển. Vàng bát trùng check rất là đẹp, đẹp xuất sắc rồi. Vàng 5 thất dàn thì quắc sáng rất đẹp và đẹp, không có xuất sắc gì cả. Trên cùng là CD thì hai khay đĩa, CD đây là hai khay đĩa, là dùng khay nào ta ấn khay đấy thôi. Tiếp theo là equalizer thì điều chỉnh các chế độ âm thanh. Khi dùng thì ta chú ý ấn cái nút equalizer on này, âm thanh qua lọc qua xe hay nút của nó đây. Tiếp theo dưới này là radio, thứ ba là thân radio, và thứ tư đây là âm ly thì nhận tín hiệu giải mã optical, cho nên là chất âm rất sạch và hay. Và đầy đủ các đường vào để cắm điện thoại, tivi mạng. Đây em đang cắm tivi mạng vào đường LD. Và chức năng ba lăng phân loa, dưới cùng là băng dây. Vàng đẹp xuất sắc. Vâng, đây là tín hiệu giải mã từ CD nha các bác nhé. Đấy, nó sẽ cắm vào âm ly đấy, giải mã trực tiếp. Nếu như các bác nào ít dùng
ít dùng CD thì có thể là cắm thẳng từ TV Smart, dùng dây quang dài cắm thẳng vào TV Smart là sẽ bắt ok thôi, đã hát ok rồi. Và trên này thì đây là anten để bắt radio, và các cầu cài loa ta sẽ cài loa như này. Đây là đường LD để cắm TV mạng vào. Vâng, rất là đẹp, bộ này chạy điện 100V. Thì các bác về Bắc Hải về dùng chú ý cắm đúng nguồn điện. Đây là loa B7 đúng theo com lê X750 đi theo bộ dàn này. Vâng, rất đẹp, 100W 6 ohm. Vâng, sơ di loa là K08. Vâng, và tiếp theo loa bên trái cũng rất là đẹp, sơ di loa K08. Vâng, rất đẹp xuất sắc, bộ dàn test cho anh Hải ở Bình Dương, đẹp xuất sắc. Vâng, đây em đang chạy TV mạng. Đây đang chạy TV mạng. Radio thì anh chỉ việc bấm radio thôi. Đây radio đấy. Từ sáng sớm nay chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa chưa. Trong radio thì ta cho cái dây antenna dài để xem nhé. Nó có hơn 3.100.000 người Anh ký vào đơn kiến nghị trên mạng internet để phản đối Brexit. Chỉ cần vượt ngưỡng thì ta dùng băng dây thì ta sẽ ấn băng dây thôi. Bộ dàn này thì băng dây bây giờ ít người sử dụng, nhưng mà em cứ test cho các bác chức năng nó chạy. Băng dây cửa A chạy rất ok. Tiếp theo các băng dây cửa B. Băng dây thì ít anh em sử dụng, nhưng mà khi trước khi gửi thì những cái gì nó chạy thì em sẽ test cho các bác. Còn không chạy thì, không chạy thì em bảo các bác nó không chạy luôn. Như vậy là băng dây hai cửa hoạt động ok, radio nói tốt. Còn CD thì ta chỉ việc bấm về CD thôi. Cái bộ dàn để test gửi đi cho anh Hải Bình Dương, tất cả các chức năng hoạt động ok như hệ thống dàn hôm nay em thông báo với các bác. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại 0979086225. Các bác mời kết bạn Zalo, em sẽ tư vấn cho các bác chi tiết. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.